2024, khi ánh nắng vàng óng ả từ bên kia rặng núi, người Mường đón tiếp khách bằng dàn cồng chiêng từ ngoài ngõ. Tiếng những chiếc chiêng kêu trầm bổng, vang vọng qua khung cảnh bên là nhà sàn và một bên là suối chảy róc rách, tạo nên một bức tranh văn hóa đặc sắc của vùng miền Tây Bắc. Mỗi nhịp điệu của cồng chiêng, mỗi tiếng chạm vào đồng cồng như là một lời chào mừng chân thành từ tấm lòng người Mường gửi đến khách mời từ bất cứ nơi đâu. Khi dàn cồng chiêng vang lên, không khí trở nên trang trọng và ấm áp hơn. Người Mường với áo váy xà tích truyền thống và nụ cười hiền hòa chào đón khách bằng tấm lòng mến khách và lòng hiếu khách sâu sắc. Bước ra từng ngõ nhỏ, các bà, các mế trong trang phục truyền thống đẹp đẽ, áo trong vây đen, cạp váy xanh xanh trang điểm TCAVKPG xà tích bằng bạc óng ánh. Tiếng cồng chiêng như là một lời mời gọi, mời khách đến thăm quê hương, thăm nhà sàn, khám phá văn hóa và tận hưởng hòa mình vào không gian yên bình của miền núi Hòa Bình. Với cồng chiêng Mường Hòa Bình như một bản giao hưởng tự nhiên, đọng lại trong lòng người những cảm xúc sâu thẳm về vẻ đẹp mộc mạc và huyền bí của vùng núi Tây Bắc. Những âm điệu trầm bổng của chiêng với nhịp đều đặn nhưng đồng thời cũng ẩn chứa những biến đổi phong phú, đưa ta vào một thế giới của truyền thống và tâm linh Mường. Cùng với tiếng gió lùa qua rừng cây, tiếng sông reo vang trong không gian, với cồng chiêng Mường Hòa Bình thổi bùng lên hình ảnh của một vùng đất bình dị, bí ẩn nhưng đầy hấp dẫn, nơi mà âm nhạc không chỉ là dấu ấn văn hóa mà còn là cầu nối tinh thần giữa con người và tự nhiên. Thank you.
Thank you.